Dạ, tôi Hoàng Lâm anh ơi. Dạ, cái hợp đồng đó đã quý chưa anh? Dạ, anh nói sao? Không trao đổi qua điện thoại được à? Trời ơi, cái gì mà dữ vậy anh? Dạ, tôi hiểu. Dạ, một lát nữa tôi sẽ qua. Dạ, chào anh. Anh Lâm, Ừ? anh coi như vậy được chưa? Ừ, kéo xuống. Đẹp quá Cảm ơn anh. ha. Dạ. Làm việc đi. Dạ. Màu này nhìn được không anh? Màu hơi phân tán, cho màu lên cho nó nổi nha. Dạ. Ok. Gì Anh. đây? Em đang chọn màu để phối cho nó đẹp. Anh Lâm, Gì vậy Hương? em phát xong cái đó rồi, lát anh coi giùm, có gì em sửa luôn. Ừ. Nhưng mà bây giờ thì anh qua phòng tổ chức đi. Hồi nãy trước khi anh tới, ông Thọ có nhắn, chắc là những quyết định chính thức cắt cù. Bây giờ em theo anh qua bên công ty xây dựng số 5. Nhớ mang tờ bản demo nha. Em nghĩ anh nên qua phòng tổ chức trước, cắt cù đi. Mình đã giữ cái ngôi quyền đó hơn nửa năm nay rồi, bây giờ thêm vài tiếng đồng hồ nữa nhầm nhò gì. Đúng với anh, khách hàng là thượng đế. Yeah, thắng rồi. Cô nghe, Dạ. cô qua đây. Sao cô để lung tung hết vậy? Mỗi thứ một nơi, như vậy tôi biết đường nào tôi quản lý. Một công trình nhỏ mà đã như vậy rồi, nếu mà công trình lớn á, thì chắc giấy tờ đè hết lên người tôi quá. Dạ, giám đốc tìm một gì để em... Toàn bộ báo cáo tài chính của dự án số 3 đây nè, cô đem về bàn của cô kiếm đi. Dạ. Dạ thưa giám đốc, bên thiết kế phần mềm đến ạ. Biết rồi. Dạ mời. Chào anh. Chào anh. Anh nói là cần bàn kỹ thêm về bản demo đó. Tôi có mang chuyên gia tới đây. Thôi, để cái bản demo chiếc tiểu đó qua bên đi. Dạ xin lỗi, tại ba cái chuyện với tàu làm tôi mệt quá. Mời hai anh ngồi. Dạ. Tôi nghĩ là anh cần phải có một phần mềm để hỗ trợ quản lý. Có cái đó nữa sao? Dạ, em mở cho anh coi đi. Nếu anh thấy thích, chúng tôi sẵn sàng phục vụ. Thưa anh, đây là phần mềm quản lý mà tôi vừa thiết kế theo yêu cầu của một công ty tư nhân. Về quy mô hoạt động á, thì nó lớn hơn anh một chút. Cái này á, nói cho dễ hiểu thì nó giống như là một cái thư viện số liệu với các mục chi tiết. Từ việc quản lý định mức, bảng giá công trình, từ khi bắt đầu đưa vào thi công, đến việc quản lý tiến độ, vật tư, nhật ký công trường, thầu phụ, cho đến việc thanh quyết toán hợp đồng. Chỉ cần việc bấm vào đây thôi sao? Dạ không, trước tiên thì anh phải nhập dữ liệu vào máy, sau đó chỉ cần một thao tác nhỏ thôi, anh sẽ có tất cả. Hay quá. Đây là thứ mà tôi đang cần đó. Tôi nghĩ là với công ty của anh đó, cần phải thiết kế thêm một vài mục nữa cho thích hợp. Dạ thưa anh, còn hợp đồng đã bàn, anh tính sao ạ? Thôi được rồi, khỏi bàn. Ngay ngày mai
bên anh sẽ nhận được bản fax có chữ ký của tôi. Thôi, bỏ qua chuyện đó đi. Dạ. Còn bây giờ, mình bàn về hợp đồng mới này nha. Thưa anh, phần mềm này chúng tôi thiết kế dành riêng cho đơn đặt hàng, chứ không phải là phần mềm lõi dẫn bán đại trà trên thị trường. Vì vậy, giá có hơi mắc. Thôi, yên tâm đi, khỏi băn khoăn về chuyện đó. Cuộc cách mạng nào cũng có cái giá của nó. Dạ. Dạ. Đây là bàn của trưởng phòng. Mời anh xuống đây. Hoàng Lâm đâu rồi? Giữa giờ làm việc mà đi đâu vậy? Thưa anh Lâm với anh Hưng đi gặp đối tác rồi. Xin giới thiệu với các anh chị, đây là ông Hùng, trưởng phòng mới của phòng thiết kế phần mềm. Chào anh. Đón mừng sếp mới nghe. Ngày mai bạn giao xong á, nếu có liên quan thì nhớ kêu tôi nha, nếu không á tôi giận đó. Ý tôi sếp mới hả? Ủa, ông Hùng này á là làm bên hành chính mà, sao mà làm trưởng phòng chuyên môn được? Ông Thọ này, ông sắp trình diễn trò chơi sắp đặt của ông rồi. Biết là ông tổ chức hay là giám đốc, anh Lâm thẳng thắn với giám đốc mấy lần. Lần này chắc kiếm được cớ để dằn mặt ảnh rồi. Dằn mặt gì cũng phải nghĩ tới lợi ích chung của công ty chứ. Ông không biết gì mà. Mọi người sao vậy? Sao không làm việc đi? Có hợp đồng mới rồi nghe. Liên hoan luôn hay chờ trưởng phòng đi đánh thưởng bà con? Hưng, cơm chưa ăn, gạo còn đó mà. Làm gì gấp dữ vậy? Alo. Mọi người sao vậy? Sắp có trưởng phòng mới rồi. Thì tên anh Lâm nhận quyết định chính thức chứ gì? Tình cũ rồi. Không. Ông muốn nhiều quá rồi đó. Không làm trưởng phòng, càng có nhiều thời gian cho chuyên môn. Ông làm gì bức xúc quá vậy? Nhưng mà tao không phục. Thằng chả có chuyên môn gì đâu mà đòi ngồi lên đầu tao. Thì cơ chế mà, ở đâu mà chẳng vậy. Hắn cũng phải biết một chút chứ, chứ ngồi cái ghế đó làm gì. Một cơ quan công nghệ mà giống như một cái nhà trẻ, toàn tụi nhỏ con ông cháu cha mê chơi game. Cần một trưởng phòng biết chuyên môn là cái gì? Bà xã, anh đang ngồi. Lát anh sẽ đến. Thôi ha. Ê, mày đi với tao đến chỗ này. Đi đâu? Đi tăng hang. Nè, mày tính đưa tao vô cái động quỷ nào đây? Tao không có cần giải trí cái kiểu đó đâu nghe chưa. Về bà xã tao nó lột xác tao luôn đó. Tiền bạc đâu ra mà trông đánh đuôi với quỷ. Đi tới nơi ông thích thôi. Vô. Tới đây làm gì vậy? Nhớ đây là đâu không? Con đường kỷ niệm đó. Kỷ niệm của mày hay là của tao? Tao chỉ là người tháp tùng đưa mày tới gặp Mai Ca thôi. Rồi, tới gặp ác mộng của đời tao. Nè, hối hận rồi hả? Nếu như ngày xưa mày không nhanh chân á, thì người nàng chọn là tao chứ không phải là mày đâu. Dựa vào đâu mà tự tin dữ vậy? Bởi tất cả các cuộc hẹn của mày với nàng đều có mặt tao. Tao còn nhớ, không lần nào mà mày không làm cho Mai Ca giận. Giờ cái người phải thắp tùng đưa nàng về ký túc xá là tao chứ không phải là mày. Ê,
Nếu Phương Khanh mà nghe được câu này á, cô ấy sẽ xé xác mày ra. Mày nên nhớ vợ mày là một nhân viên kiểm định phần mềm sắc sảo đó nha. Sảo. Ê, anh xin lỗi, anh tới trễ. Sao lúc nào anh cũng tới trễ vậy? Hôm nay anh nhậu trễ một chút, xin lỗi cưng mà nha. Biết bây giờ là mấy giờ không? Anh biết rồi, trễ rồi. Xin lỗi cưng, về nha. Nè mấy ca, có cần người tháp tùng không? Anh ở đâu ra vậy? Anh vẫn nhớ, ngày xưa mỗi lần mà em gây lộn với Nghĩa đó, anh có trách nhiệm phải đưa em về. Hôm nay có cần anh đưa về không? Nếu lần này mà em đi với nó, thì có nghĩa là trước đây em định chọn nó, chứ không phải chọn anh. Cái thằng... hai cái ông này. Hai ông này thì sao? Lâu lắm rồi anh mới có cái cảm giác mình trẻ lại như hồi còn sinh viên đó. Mày thấy không? Thời nào cũng có cạnh tranh. Lúc trẻ là với tình yêu, lớn lên một chút là công việc. Mày cứ vô tư như tao cho khỏe. Thôi đi ông, đừng có mà cao giọng. Ủa, Phương Khanh đâu anh Lâm? Đi lại con đường ôn kỷ niệm xưa, mà có Phương Khanh theo là hỏng hết. Trời ơi, người ta nắm thóp cái anh từ ngày xưa rồi. Ở đó mà bí chứ mà. Vậy hôm nay đó, em chọn anh hay là chọn nó là người thấp tục đây? Ê, tao không có muốn bị ôn đầu đâu nghe. Hả? Cuối cùng thì em cũng phải chọn anh thôi. Thôi mình về ha. Về ha. Về trước nha. Ê, hai cái người kia lôi người ta tới đây rồi hai người bỏ đi cái rộp vậy? Cái mày cần là một bài học. Bây giờ có rồi đó. Mày gọi khách đi để cô đưa mày về. Tao về trước ạ. Bye. Bye. Bên này là anh. Ừ. Quay. Mọi người chú ý, phòng mình có thưởng nè. Dạ 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 anh. Giải pháp quản lý thi công. Bên đối tác gửi quà trực tiếp cho cả nhóm thực hiện đó. Wow. Anh Lâm, em cầm lấy đi. Dạ. Lát nữa mời các phòng đi ăn mừng nha. Anh có biết bây giờ đang trong giờ làm việc không? Biết. Trong giờ làm việc có gì không? Đây là cơ quan nhà nước và tôi quản lý các anh theo chế độ của cán bộ nhà nước. Các anh phải làm việc nghiêm túc trong 8 tiếng đó. Vậy thì thời gian làm đêm hôm không kể giờ giấc để chúng tôi hoàn thành đúng tiến độ dự án. Ai tính cho chúng tôi? Ai chứng minh là các anh làm việc ngoài giờ? Ủa? Vậy ông ngồi đây làm gì? Để làm trưởng phòng của anh. Ý ông là... là anh phải chịu sự quản lý của tôi. Tất cả phải chống công hàng ngày đúng 8 tiếng. Bọn trẻ bây giờ nhanh thật đó. Có một cái máy tính nói mạng là mở ra cả một thế giới bên cạnh. Ừ. Vậy mới có việc cho dân an ninh mạng chứ. Việc trang web bên Bộ Giáo dục sao rồi? Đã xong. Tôi đã giao địa chỉ IP cho bên công an rồi. Ừ. Ừ. Bọn làm việc này chỉ muốn lấy le với cộng đồng hacker thôi. Nếu như để ý một chút, sẽ thấy sau một vụ thành công, tụi nó sẽ lên diễn đàn và khoe khoang ầm ĩ lên. Vậy là Alehub ta đã tóm được bọn chúng. Ừ. Cậu đưa một địa chỉ mù mờ như vậy mà cũng gọi là trong việc được à? Nhưng công việc của một an ninh mạng chỉ xác định được những địa chỉ trên mạng thôi. Tôi không cần biết, đó là việc của cậu. Còn đây là những yêu cầu từ bên công an chuyển sang. Cậu làm lại theo những gì họ muốn. Cậu làm được chứ? Dạ.
Cái thằng cha đó lại làm mất bản báo cáo của anh, cho nên mới dở trò vậy đó. Ừ, dở này cũ mềm. Mắc mớ thì phải làm lại chứ. Cứ nói thẳng chứ mặt cho ông ta biết, cứ tưởng tụi mình là gà mờ không à. Thôi kệ, cũng chỉ mất một lúc thôi mà. Bó tay chấm chân với ông luôn. Hèn chi, ông chỉ bắt nạt có mình ông. Để làm trưởng phòng của anh, ý ông là... là anh phải chịu sự quản lý của tôi, tất cả phải chống công hàng ngày đúng 8 tiếng. Sao em về trễ vậy? Mấy ngày nay phần mềm các nơi dồn về nhiều quá. Nhóm kiểm định tụi em làm hoài không hết việc. Ăn uống gì chưa? Em ăn cơm hộp rồi. Con ngủ chưa anh? Nó ngủ rồi. Công việc của em vẫn ổn chứ? Cũng bình thường anh à. Hai ngày nữa anh lấy hàng hả? Anh, có ra giùm em. Nè chị, lại phải làm đến tối rồi trưởng phòng ơi. Chỉ riêng việc test thôi đã đủ bệnh rồi, chưa kể còn phải so sánh nữa. Đến tảo quả nhập ma luôn á. Cứ như vậy cả tuần, chắc stress quá. Mình thì không sao, nhưng bỏ mặt chồng con cả tuần nay rồi, tội thiệt. Những dự án đã làm xong, anh cứ để sang một bên. Còn những dự án đang làm dở và sắp làm, hãy liệt kê vào danh sách giúp tôi. Ý anh nói là những dự án đã có đơn đặt hàng hay là những ý tưởng thiết kế? Các anh đang thiết kế cái gì? Cũng mới chỉ là những ý tưởng đang được hình thành. Có ra tiền không? Nếu có hợp đồng sẽ ra tiền. Việc gì cũng phải ra tiền. Tôi sẽ là người làm việc đó. Dẹp ba cái ý tưởng diễn dòng đó lại. Khi nào có đơn đặt hàng, nghĩ cũng chưa muộn đâu. Rồi anh sẽ phải ân hận đó. Nhớ nghe, kể từ giờ ai mà làm việc không theo sự chỉ đạo của tôi, nghĩa là làm việc riêng của cá nhân, tôi mà biết á sẽ bị kỷ luật đó. Có chuyện gì vậy anh? Đồ khùng. Anh nói ai khùng? Em khùng hả? Trưởng phòng, ông ra lệnh mọi người ngừng làm việc ngay lập tức. Ngừng lại hết, sao chờ ông mang việc về. Là sao? Sao có chuyện đó được? Sao không hiểu?
Ba nè, gì vậy Khôi Nguyên? Đi xin Nhật Bản hả? Ừ, nếu như mẹ con cho phép. Mà con nói với mẹ chưa? Hả? Cả mẹ cũng không về ăn cơm chiều à? Ờ, à, được rồi. Nhưng mà nhớ về trước 10 giờ nghe con. Ừ. Nhậu, tôi bao cả phòng ngay lập tức. Đi. Chị, có chương trình tổ chức giải ở đây không? Ờ, chị đưa cho sếp rồi. Chết em rồi. Ủa, chuyện gì vậy? Không biết nữa. Đã liên hệ được với bên dàn giải chưa? Trời ơi, tối nay trao giải rồi. Mà không gọi được thì trao cho ai? Làm ơn tới tận doanh nghiệp đó giùm tôi đi. Alo. Anh Nghĩa đây. Kế hoạch tối nay ra sao em? Em đã gọi cho Phương Khanh chưa? Sao anh gọi cho máy di động em phải tắt đi? Chết rồi. Em xin lỗi. Nhưng mà chắc là tối nay em không về được rồi. Sao vậy em? Tại có trục trặc chương trình anh à. Vậy hả? Để em gọi điện thoại nhờ Phương Khanh ha. Alo, Phương Khanh hả? Ừ, cậu bận à? Thôi được rồi, không sao, để mình lo cho. Quan trọng là xong việc, cậu phải về đó ngay đó nha. Ừ, mình biết rồi. Bye. Dạ thưa chị, giám đốc yêu cầu phòng chị kiểm tra lại các chương trình mà bên khách hàng gửi trả lại. Họ có làm đúng theo bản phân tích không? Chị cứ cho phòng chị kiểm tra lại đi. Ừ, được rồi. Thôi, em ra nha. Mình vô đây đi. Đẹp quá à. Oh.
Ba. Ừ ba. Con. Ủa mẹ con và mẹ Khanh đâu rồi ba? Mẹ con với mẹ Khanh á, bận việc cho nên đến sau. Thôi mình vui vẻ trước đi. Ủa mà khách mời của con đâu? Dạ con không có mời ai hết á. Con nghĩ đây là buổi tiệc gia đình. Đúng rồi, mình là người một nhà mà. Vậy mới là con gái chứ. Khôi Nguyên, con tặng cho Thùy Dương món quà bất ngờ của ba con mình đi. Không để mẹ hả ba? Dạ. Mẹ chỉ về trễ một chút thôi mà con. Mẹ lúc nào cũng vậy hết á. Con không được nói như vậy. Mẹ con rất là yêu con, nhưng mà không về được nên đã nhờ ba và bác Lâm tổ chức cho con bữa sinh nhật thật đẹp nè, đúng không? Như mọi sinh nhật, mẹ có gửi bánh kem cho con nè. Thấy không? Đó, đẹp chưa? Nhưng mà con cần có mẹ và mẹ Khanh nữa. Như mọi việc, đâu phải như lúc nào cũng muốn là được đâu con. Kìa, thêm bánh kem nữa kìa. Dương thở nến và ước đi. Mẹ con cũng muốn chúc mừng sinh nhật con nè. Con không muốn sinh nhật như vậy đâu. Thùy Dương ơi, con đợi mình với. Dương ơi năm nay không vui thì năm sau vui, có gì đâu mà như trời sập vậy. Quý thì biết gì chứ? Giờ tụi mình đi coi phim ha. Không thích đi coi phim. Nhưng ba cho tiền tụi mình đi coi phim mà. Không còn gì khác đi chơi nữa hả? Nghe audition đi. Đi. Đất đó của tao sao mày kiếm vậy? Thì mày phải vươn cờ tao mới biết chứ. Ê, này chiếm đất, chiếm đất kìa, lẹ giúp chú ơi. Cha, dạo này anh nắm quyền to quá ta. To lớn gì, tôi chỉ ký rùi thôi. Anh Lâm, qua đây chút. Qua mà chi chát vậy anh? Tôi mà theo. Tôi vừa nhận một dự án, anh có thể triển khai giúp tôi được không? Anh cần bao nhiêu người? Cái đó là do anh chứ làm sao tôi biết được. Tôi chỉ biết mang việc về cho mọi người. Còn việc triển khai, thực hiện là việc của anh. Anh có thể cho tôi xem dự án được không? Được. Ủa, dự án này đã có nơi làm, sao họ không làm tiếp? Đó không phải là việc của anh. Họ làm dở dang, anh có thể tiếp tục làm, vậy càng tốt chứ sao? Xin lỗi anh, tôi không có thói quen là làm những dự án không rõ nguồn gốc. Hơn nữa, những dự án kiểu này chúng tôi dư sức làm từ đầu đến cuối. Thậm chí tốt hơn cả bản thiết kế gốc nữa. Tôi không cần tốt, chỉ cần sử dụng được thôi. Nếu anh chỉ yêu cầu như vậy thì chúng tôi chấp hành thôi. Tốt. Tôi cần anh giao cho bên khách hàng trong vòng một tuần. Cái gì? Một tuần? Anh giỡn hả? Nửa tháng chưa chắc gì xong. Nói chỉ tới một tuần. Tôi đã ký với người ta rồi. Anh vừa nói việc này dễ ợt mà.
khuya rồi, nghỉ đi anh. Anh đang làm dở dang, em đừng ngủ trước đi. Vậy để em qua coi con sao. Khuya rồi sao con chưa đi ngủ? Dạ, dạ con đang học bài. Học bài gì mà lại liên quan đến mạng vậy? Dạ, tụi con trao đổi bài qua mạng. Mẹ mà biết con sử dụng mạng vào mục đích không lành mạnh, đừng có trách mẹ nha. Dạ. Ngủ sớm đi ha. Đâu, kéo xuống thử coi. Được rồi. Kéo xuống coi. Đó, thực hiện như vậy đó. Đúng rồi. Dạ. Tiếp đi. Anh cố gắng giúp em cho đúng thời hạn, nếu không tụi em phải đền hợp đồng này đó. Cậu cứ yên tâm đi, tôi đã nói được là được. Toàn bộ số tiền ký trên hợp đồng tụi em sẽ chuyển hết cho anh. Ngoài ra anh em mình sẽ nói chuyện riêng với nhau. Luật làm ăn tôi quá rành rồi, cậu khỏi cần bàn nữa. Cảm ơn anh ạ. Chào cậu nha. Dạ, anh về ạ. Vậy là sao anh Hùng? Anh thắc mắc cái gì? Anh đã lừa tôi, lừa nhân viên phòng này. Đây là hợp đồng không thông qua ký kết của cơ quan. Anh nên ăn nói cho cẩn thận, đừng có vu khống đó. Tôi sẽ làm đơn lên giám đốc đó. Cứ việc. Không biết nữa. Không biết chuyện gì nữa. Không biết chuyện gì. Làm việc đó. Thôi lo làm việc đi. Sao rồi anh? Giám đốc nói đây là dự án riêng của giám đốc. Sao? Anh còn gì thắc mắc nữa không? Còn đây là số tiền mà giám đốc thưởng cho anh em. Hân, cậu cầm lấy, phát cho mọi người. Anh còn nợ tôi một lời xin lỗi đó. Các ông đừng hòng qua mặt tôi.
Sao anh cứ lại hằng học với tôi vậy? Tôi có làm gì hại đến anh đâu. Anh Lâm, Nghĩa, sao mày không gọi tao trước mà đứng chờ ở đây? Muốn tạo cho mày sự bất ngờ mà. Làm cho tao là người yêu của mày không bằng á? Chán quá, leo lên xe tao chở mày đi nhậu. Đi xả stress chơi. Một tuần làm việc cực lực đó, ít nhiều cũng là tiền mồ hôi nước mắt, xài bậy chi cho uổng. Đợi tao xuống hầm lấy nón bảo hiểm rồi đi, tao có cách xài tiền hay hơn nhiều. Vậy đi. Dừng lại, dừng lại. Chờ tao. Nghĩa, Nghĩa, đi chưa? Chú đây. Nè, mày khoái cái áo đầm đó hả? Tao khoái mấy bữa nay rồi mà chưa tìm ra lý do để mua. Hả? Giờ là lý do gì? Xài tiền. Mày đang muốn xài hết phong bì đó mà, đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà ê, không phải là để phục vụ cái hứng thú kỳ cục của mày nghe chưa? Tao đâu có nói mua cái này cho tao đâu. Mày không nói, nhưng mà cái cách mày nhìn ngắm á, thấy kỳ sao đó. Kỳ sao cha? Tao muốn á, mày mua cái đầm này cho Phương Khanh, mày hiểu chưa? Khùng. Cho Phương Khanh hả? Ừ. Nhưng mà tự nhiên không có lý do gì mua tặng vợ, thấy kỳ kỳ sao đó. Sao kỳ? Thì tự nhiên là bây giờ bà lại tưởng là tao phạm tội gì nữa. Đưa bất công rồi trở chứng lãng mạn, kỳ không? Bị này nghi bao nhiêu lần rồi hả? Thôi vô đây, nghi vậy cũng được. Còn hơn á, khuya mày về mà cái miệng toan mùi rượu không. Có ngày ra ngoài đường ngủ nghe. Vô đây tao. Ê, khoan. Tao vô trước à. Nhân dịp gì vậy anh? Ủa, mua quà tặng vợ mà cũng phải nhân dịp gì sao? Em không thích hả? Hả? Không, em thích mà. Còn trong đây nữa nè, mở ra coi đi. Đúng rồi, em thích đó. Sao anh giỏi quá vậy? Lần sau cứ vậy nha. May quá có anh ở đây rồi. Có sự cố bên bảo hiểm, anh đến kiểm tra lại đi. Đó là việc của phòng hỗ trợ, sao lại là tôi? Không phải là sự cố về phần mềm, mà là về máy móc của họ đó. Ủa, việc đó họ phải tự giải quyết chứ. Tôi chỉ là nhân viên thiết kế phần mềm thôi. Sao lại vô trách nhiệm vậy?
họ đã gọi điện sang bên mình để nhờ giả. Dù sao họ cũng là khách hàng ruột của mình đó. Khách hàng của cơ quan chứ không phải của riêng tôi. Hơn nữa tôi không phải là... Nhưng tôi lệnh cho anh. Tôi không làm. Anh, nếu anh cứ ép, tôi sẽ xin nghỉ việc. Thank you.